Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài có sức sống hơn sau 3 năm chồng mất, nói về nỗi buồn nhưng thầm mộ nhiều hơn đi du lịch. Mới đây, vợ của nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan đón sinh nhật tuổi 10 âm cùng bên hội bạn thân tại Mỹ. Sau gần 3 năm của nghệ sĩ Chí Tài qua đời, bà xã, ca sĩ Phương Loan hướng đến hình ảnh tích cực, dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Mới đây, trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ đăng ảnh gửi kèm lời chúc sinh nhật tuổi 10 đến Phương Loan. Cụ thể, ca sĩ Tracy Phương Trinh đăng loạt ảnh cùng với nghệ sĩ hải ngoại tổ chức sinh nhật cho Phương Loan. Nữ ca sĩ cho biết không khí buổi tiệc rất vui, rộn rã tiếng cười, kèm theo hình ảnh Tracy Phương Trinh gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến chị bé heo. Tiệc mừng chị bé heo thêm tuổi mới được tổ chức tại nhà Cam Thơ với một số bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Vừa bước vào tới ngõ là đã thấy mấy con heo bằng giấy được treo lủng lẳng trên mái hiên. Mở cửa bước vào nhà thì lạc vào thế giới của bé heo vậy đó, heo ở khắp mọi nơi, trên tường, trần nhà, trên bàn và cả bánh sinh nhật cũng một em bé heo dễ thương như chị bé heo vậy đó. Hôm trước, chị bé heo đến tuổi rồi, đúng ngày sinh nhật của chị. Em thương chị bé heo một lần nữa, mãi xinh đẹp. Trẻ trung, niềm vui đến với liên tục, lúc nào cũng luôn thật nhiều ý nghĩa và luôn bạn bè, đàn heo con mèn nhè, Tracy Phương Trinh chia sẻ. Nhìn trong ảnh buổi tiệc tổ chức ấm cùng với bánh hoa, bánh kem cùng sự tham gia của một số vài nghệ sĩ thân thiết, Phương Loan ăn diện đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng trong ngày đặc biệt, bước sau tuổi 64, nữ ca sĩ vẫn giữ được trẻ trung. Nhờ mái tóc đen bóng không một sợi bạc, đáng chú ý so với một điểm năm sau đó của nghệ sĩ Chí Tài mất, vóc dáng của Phương Loan giờ đây đã đầy đặn hơn, gương mặt vui tươi tràn đầy sức sống. Chịu nỗi đau, mất người thân khi chồng đột ngột qua đời, đến hiện tại, Phương Loan dần bình phục, trở lại cuộc sống bình thường. Cô chia sẻ hình ảnh cá nhân vui vẻ hạnh phúc bên mạng xã hội, nữ ca sĩ chăm chỉ đi gặp mặt, ăn uống cùng bạn bè, đồng nghiệp. Sau mỗi khi xuất hiện nơi đông người, Phương Loan đều giữ hình ảnh chỉn chu, tươi tắn. Vợ cũ nghệ sĩ Chí Tài cho biết cô luôn trông thật xinh đẹp để đến với những người bên cạnh yên tâm. Thời gian vừa qua, tổ ấm nhỏ của Phương Loan tấp nập nghệ sĩ ghé thăm. Tháng 7 vừa qua, cô vui vẻ khi kỷ niệm gặp gỡ những người tri kỷ của chồng là danh hài Hoài Linh đến chơi nhà, nấu ăn cùng gia đình. Cả hai cùng ra thăm mộ của nghệ sĩ. Phương Loan cho biết lần nào về California, Hoài Linh và Phương cũng kể thăm anh Tài. Lần này Phương hát bài Mắt Nai Cha Cha cho anh Tài nghe, đảm bảo anh sẽ vui và rất tươi cười. Có thể thấy nghệ sĩ Chí Tài mất được gần 3 năm nhưng Phương Loan vẫn chưa nguôi ngoài nỗi buồn. Theo đó, mỗi tháng 7 hàng tuần, cô đều ra nghĩa trang mang theo hoa đến thăm chồng. Dù thời tiết còn nắng mưa thì đây đã trở thành thói quen của nữ ca sĩ. Trong một lần giao lưu với người hâm mộ, Phương Loan cho biết cô rất buồn, không còn hay khóc nữa. Thi thoảng trên trang cá nhân, bà xã Chí Tài đăng ảnh cũ cùng chồng và thấy mỗi khi nhớ, dân tình xót xa. Hiện tại ca sĩ Phương Loan đang sống lẻ bóng tại Mỹ, vốn không có cái thế. Nhưng sau khi mất chồng, cô chấp nhận sống một mình, không nhận con nuôi dù được nhiều người khuyên nhủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích
hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.